Tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tý. Thời cơ tới, hãy tự tin, đạp giỏ trẻ sống, khai thông, tài vận. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tý đón nhận nhiều tình vui, nhất là khi công sức của con giáp này cuối cùng cũng được công nhận, tạo ra những kết cục cực kỳ đáng ngưỡng mộ tháng 3 âm lịch cho thấy tinh thần của những chủ chuột trong tháng này cực kỳ quyết liệt, không làm thì thôi, nếu làm bạn sẽ làm đến cùng. Điều này đang thúc giục bạn nắm bắt vận mệnh của mình và không cho phép nhận ý kiến trái chiều khiến bạn trùng bước. Còn giáp người tuổi tỷ thật sự là người nắm giữ phước lành của mình, nhất là khi chính tài hỗ trợ mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền không ngờ không những thể những người sanh năm tỷ cũng rất chăm chỉ kiên nhẫn khai thác phận mai của mình dường như bạn không nghỉ ngơi chút nào lúc nào cũng sẵn sàng làm việc nguyệt lệnh thai nên người tuổi tỷ tháng này trở nên thoải mái vui vẻ hơn trong giao tiếp với mọi người nhờ vậy mà còn kết được nhiều mỗi chuyên lành nhất là với những ai đang làm tại nơi công sở bản mệnh còn cố tình tạo tình huống hài hước để những người xung quanh mình được vui. Thời gian này, những chú chuột trở nên hiểu kỳ, hàm nghiên cứu, tìm hiểu những kiến thức mới mẻ và đó cũng là lúc bạn nên bắt đầu thực hiện một vài dự án nào đó mà bản thân đang ấp ủ, từng bước áp dụng lý thuyết vào cuộc sống của bạn để càng nhận ra nhiều điều thú vị hơn nữa. Còn giáp này cũng không được lơ là. Sự xuất hiện của ngũ quỷ trong tháng mậu thân này vì nó đang gây hại cho sức khỏe của bạn. Có thể hiện tại bạn không thấy có vấn đề gì nhưng nó đang âm thầm phá hoại cơ thể nên đi thăm khám sớm nếu cảm thấy sức khỏe của mình không tốt. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỷ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng mậu thìn có nguyệt lệnh làm thai, dự bảo bên trong bản mệnh đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Có thể trước đây bạn chưa nhận ra ngay, nhưng đến khi nhận thấy có những kết quả bất ngờ trong thời gian gần đây. Sau một hành trình dài, bạn cảm thấy những vất vả của mình đã từng trải qua thật sững đáng. Những người sanh năm tỷ có sự nghiệp vô cùng thuận lợi trong tháng mậu thân. Bạn trở thành người có trách nhiệm hơn nên luôn chủ động giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của mình chẳng hề đùn đẩy cho người khác. Thậm chí bạn còn sẵn sàng ra tài hỗ trợ giúp sức cho người khác vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm đã biết cho mọi người để họ cải thiện kỹ năng làm việc, gia tăng hiệu suất. Chính vì thế mà người tuổi tỷ nhận về rất nhiều lời cảm ơn trong thời gian này. Tháng mới, những chủ chuột cũng được khuyến khích dành chút thời gian cho công việc có những định hướng chi tiết. Khi kiểm soát được chúng thì bạn không cần phải lo lắng nhiều tới kết quả chung thái độ khiêm tổn cùng với sự nhiệt tình chăm chỉ thì người tuổi tỷ luôn được mọi người đánh giá cao trong tháng mới này. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng 3 lịch, cụ tử nhập cung chính Bắc, công việc của người tuổi tỷ thêm phần hành thông xuân sẻ. Mọi việc quả thật đang tiến triển theo những gì mà bạn đã dự tính từ trước đó, nhờ thể mà thu nhập của con giáp này có cơ hội gia tăng. Vận may đang tới, những người sanh năm tỷ hãy tự tin đoán nhận. Những sai lầm trong quá khứ không quyết định vận may trong tương lai của bạn đâu. Do đó, hãy quyết liệt hơn trong các khoản đầu tư làm ăn. Hứa hẹn nhiều người có doanh thu lớn đổ về trong thời gian này. Nếu bản mệnh đang muốn khởi động một vài công việc phụ nào đó để có thêm đồng ra đồng vào thì nên bắt tay thực hiện trong tháng này. Dù thời gian đầu khó khăn, hoặc kiểm chỉ được chút ít nhưng trong tương lai hứa hẹn đó có thể là khoản thu lớn hoặc thậm chí trở thành thu nhập chính của bạn. Tháng 3 lịch năm giáp thân 2024 nhờ cỏ chính tài ghé thăm, hứa hẹn người tuổi tỷ sẽ bắt gặp một cơ hội cho giao cho dù đó là tiền bạc hay thứ gì đó thỏa mãn về mặt cảm xúc. Bạn mệnh nên tận dụng thời gian tốt đẹp như thế này để tập trung kiểm tiền, kiểm soát các hoạt động mua sắm không cần thiết nhằm thỏa mãn sở thích nhất thời. Càng cải thiện kỹ năng kiểm tiền thì hứa hẹn bạn càng có thêm nhiều tiền bạc đổ về trong tương lai. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng này, tam hợp là dấu hiệu tích cực để khai thông vận trình tình cảm. Con người độc thân nên tích cực hơn trong việc tham gia các buổi gặp gỡ, mở rộng mối quan hệ xã giao của mình. Tăng khả năng gặp gỡ người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, mối quan hệ giữa hai người ngày càng khẳng khích, hạnh phúc. Dù bận rộn, vẫn dành thời gian cho nhau, bạn cũng rất quý trọng cách người ấy chăm sóc mình. Với những cặp đôi đang có mâu thuẫn, bạn chỉ cần cố gắng thực hiện các cam kết sẵn sàng thay đổi theo chiều hưởng tích cực sẽ nhận được sự bao dung đón nhận từ một nửa của mình. Mọi thứ lại trở về hạnh phúc, vui vẻ như xưa, như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó. Dường như trong thời gian này có điều gì đó đang âm thầm, ấp ủ và sẽ thêm phần thay đổi cuộc sống của người tuổi tỷ theo chiều hưởng tốt đẹp hơn. Bạn nên cần thêm nguồn lực để giúp bạn tận dụng cơ hội tốt đẹp đang đến với mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thảng Mậu Thân là một thảng bận rộn theo đuổi đam mê trong công việc, dường như không biết mệt, nhưng khi có chút thời gian nghỉ ngơi, người tuổi tỷ lại cảm thấy rõ rệt rằng mình đã làm việc quá sức Chính điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản thân. Những người tụ tỷ nên lưu ý tới việc thường xuyên có quản nghỉ ngơi ngắn trong một ngày làm việc. Đừng để tình trạng kiệt sức xảy ra khiến bạn phải hoãn lại các kế hoạch lẫn lao của mình. Với điều kiện thời tiết của tháng 3 âm lịch, còn giáp này nhớ lưu ý việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, chú trọng tăng cường sự trao đổi chất để đảm bảo chất thải độc tố ra khỏi cơ thể qua đường mồ hôi, đại tiểu tiện. Sức khỏe của những người xung quanh cũng cần phải lưu tâm. Nhất là những người lớn tuổi trong gia đình dễ bị bệnh, thậm chí phải nhập viện. Tuy nhiên, vì cuộc sống quá bận rộn nên không khi nào bạn có đủ thời gian để chăm sóc cho họ. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi tỷ vào tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi màu tỷ mệnh hỏa, năm sao thái âm, nữ sao thái bạch. Khẩu quyết, dù nỗ lực hết mình nhưng cũng cần lượng sức, đừng cố gắng quá mức. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu hồng nhạt, màu trắng. 2 tuổi canh tý sinh năm 1960, mệnh thổ. Năm sao thổ tú, nữ sao phân hẫn, khẩu quyết, tránh khoe mẹ nếu không muốn thu hút thêm những trắc rỗi không đáng có. Quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh lam. ba Tuổi nhâm tý sinh năm 1972, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, hãy hóa giải lòng thù hận vì chúng sẽ khai thông tài vận của bạn trong tương lai. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh, màu hồng. 4. Tuổi giáp tỷ, sinh năm 1984, mệnh kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, Khẩu Quyết. Cần nổi ra mong muốn của mình để hai người có thể thấu hiểu nhau hơn quý nhân phù trợ, tuổi hại, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. Năm tuổi bính tỵ, sinh năm 1996, mệnh thủy, nam sao thổ tú, nữ sao phần hở, khẩu quyết. Hãy dừng lại những mong muốn phù lý, hỏi thuốc bạn mua sắm nhiều hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi hại, tuổi sậu. Tiểu nhân, tuổi thân, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sụ vượt qua trở ngại trước sự ngỡ ngàng của kẻ thù. Tử vi tháng 3 âm lịch năm giáp thìn 2024 chỉ ra rằng chỉnh con giáp người tuổi sụ cũng không nhận ra một số may mắn của mình cho đến khi nhận được kết quả tốt đẹp vào giai đoạn về đích. Tử vi tháng 3 lịch của tuổi Sửu có nguyệt lệnh dưỡng là các lợi cho con giáp này ở khởi cạnh công danh sự nghiệp có thể bạn được hỗ trợ rất nhiều để đạt được mục tiêu cao hơn trên con đường sự nghiệp Tuy nhiên vấn đề nội lực của bạn cũng đóng vai trò quan trọng chứ không đơn giản là chỉ dựa vào vận may hay cơ hội bên ngoài con giáp này là người cực kỳ tình ý chỉ cần nghe một từ khóa quan trọng nào đó là bạn đã có thể khai thác được vấn đề, tha hồ sáng tạo với những ý tưởng hay ho từ đó. Nhờ thấy mà tháng mới gặt hái được không ít những thành công trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Kiếp tài xuất hiện dự báo có những ý kiến trái chiều về cuộc sống hay công việc của bạn thực tế là bạn có cố gắng làm tốt tới cỡ nào cũng có người không thích, không hài lòng, thậm chí ghen tỵ vậy nên mới có chuyện nói xấu sau lưng. Vì thế, tháng 3 âm lịch đừng vì những chuyện không như ý mà dẫn cả chém thớt, gây ảnh hưởng tiêu cực tới cả những người thật lòng yêu thương và quan tâm tới mình. Những người sanh năm sổ chân thành, giao tiếp cởi mở nên được nhiều người yêu mến giúp đỡ. Tháng này Nguyệt lệnh dưỡng tạo điều kiện cho con giáp người tuổi sửu có điều kiện để phát triển mạnh mẽ. Các tình thái âm hỗ trợ cho vận trình tình cảm là nữ giới. Những lo lắng trong vấn đề tình duyên của bạn có thể được thảo gỡ nhanh chóng vào tháng màu thìn này. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sửu luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp dù ở đâu làm gì trong vai trò nào thì những người tuổi sổ cũng chịu thương chịu khó đảm nhận công việc của mình tháng mới này nguyệt lệnh dưỡng lại càng khuyến khích cho bản mệnh chịu được khó khăn vất vả trong thời gian này vì may mắn là bạn đang được ghi nhận công sức có thể nhận nỗ lực tích cực của con nhấp này sẽ được ghi nhận và khen thưởng. Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc bản mệnh cảm thấy mình trưởng thành hơn sau khi được nhận thêm những thử thách mới. Có thể có một số dự án hoặc nhiệm vụ mới cho phép bạn vượt qua những giới hạn của bản thân, thể hiện thể mạnh của mình. Không những thể, bầu không khí hợp tác tốt với đồng nghiệp giúp công việc tiến triển. Tuy nhiên, có thể với những thuận lợi càng cỏ, bạn không lường trước được một số rắc rối mà tương phá đưa tới trong thời gian này. Bên cạnh những người tốt thì vẫn có những kẻ đang ngắm ngầm làm hại, chơi xấu bàn sau lưng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể gây hại được cho bạn. Nhất là khi thái âm các tin nâng đỡ giúp bạn nhanh chóng vượt qua những cái bẫy. Thậm chí có những người tuổi sổ còn không nhận ra những chuyện này tồn tại vì kết quả cuối cùng của bạn vẫn rất rực rỡ. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc nhìn chung ổn định, nếu có thường có những chuyện không quá nhiều. Chỉ đóng vai trò khuyến khích tinh thần của bản mệnh mà thôi. Vì thế đừng quá xem nặng chuyện tiền nông rồi đánh mất đi nỗ lực bản thân nhớ rằng sức mạnh của bạn ở nội lực bên trong, đừng mong chờ những lời động viên bên ngoài vì sẽ có lúc bạn cảm thấy thất vọng vì những điều như thế. Nhìn chung, khi được nâng đỡ vượt qua những khó khăn là bạn đã cảm thấy mình rất may mắn. Hãy xem đó là động lực lớn, quan trọng để bạn tiếp tục kế hoạch cho những tham vọng mới, có thể gia tăng tài chính gấp đôi, gấp ba trong thời gian tới. Ngoài ra, nếu những người xung quanh gặp khó khăn, cần được hỗ trợ thì bạn nên chủ động giúp đỡ trong khả năng của mình vì chính điều này cũng gia tăng thêm vận may cho bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang tháng mậu thân còn giáp người tuổi sửu độc thân, không có nhiều thời gian. Thay đổi trong tháng này vì chính bạn cũng không thật sự mở lòng với những người mới. Mặc dù có một số cơ hội để bạn gặp gỡ nhưng lại không ai thật sự gây ấn tượng. Bạn nên thư giãn để mọi việc diễn ra tự nhiên, đừng vội vã từ chỗ sự quan tâm, chăm sóc của ai đó khiến bạn bỏ lỡ đi những cơ hội tốt đến với mình. Tuy nhiên, đối với con giáp này là nữ mạng thì có thái âm trở mệnh nên vẫn có cơ hội gặp gỡ người ưng ý hoặc bạn lọt vào mắt xanh của một người, sau đó họ cố tìm cách để theo đuổi, thể hiện sự quan tâm tới bạn. Lúc này, đừng dùng các tiêu chuẩn thiếu thực tế của bạn để xua đổi họ bạn nhé. Đối với những con giáp ngươi tụ sủ đang trong một mối quan hệ, hai bạn có thể đổi mặt với một số xích mích nhỏ hoặc sự tranh cãi trong tháng này. Hãy nhớ rằng sự thấu hiểu bao dung lẫn nhau sẽ giúp duy trì một mối quan hệ ổn định. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thời tiết khi bước sang tháng mậu thân không thật sự có lợi cho tình hình sức khỏe của người tuổi sủ. Do đó, nên quan tâm hơn trong chế độ ăn uống phù hợp để tăng sức đề kháng, chống phòng chống bệnh tật. Cảm xúc cũng tương đối ổn định vì người tuổi sủ có khả năng kiểm soát khá tốt. Thế nhưng, thỉnh thoảng bạn cũng phải dành cho mình thời gian thư giãn để tránh căng thẳng quá mức là người chăm chỉ, mỗi khi làm việc thì quên hết thời gian, quên cả việc ăn uống. Chính vì điều này mới tác động xấu tới sức khỏe của bạn cả nhé. Do đó, người tuổi Sửu cần phải chú ý điều chỉnh công việc, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Khi bạn cảm thấy thiếu năng lượng, nên nghỉ ngơi hợp lý, duy trì tập thể dục để tăng cường thể lực. Nên quan tâm tới vấn đề khí huyết của bản thân, từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt cho phù hợp và tương ứng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sổ vào tháng 3 lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi kể sổ, mệnh hỏa, năm sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Đừng vội tiết lộ các kế hoạch của bản thân, kẻo bị cản đường. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi tân sổ, sinh năm 1961, mệnh thổ, Nam sao là Hầu, nữ sao Kế Đô khẩu quyết, nên quan tâm tới yếu tố thời gian, quy định và thích nghi với hoàn cảnh ngay khi có thể. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi môi, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. 3. tuổi quý Sửu sinh năm 1973, mệnh Mộc, năm sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương khẩu quyết, cử triệu thương, triệu khó làm việc trao dòi chỉ tệ rồi ông trời sẽ không phụ công bằng. Quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi ất sửu sinh năm 1985, mệnh kim, nam sao thái bạch, nợ sao thái âm, khẩu quyết. Nước trong quả thì không có cả, bạn không nên đặt ra các tiêu chuẩn quá khắc khe. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi dậu, tiểu nhân, tuổi hại, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đen. Năm, tuổi tên sổ, sinh năm 1997, mệnh thủy, năm sao la hầu, nữ sao kể đô, khổ quyết, nên cư xử hiền hòa, vui vẻ với những người xung quanh mình, dù là người quen hay người lạ. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. Thử thách gì thì bạn cũng vượt qua được bằng ý chí cực kỳ mạnh mẽ của bản thân tâm hồn ghé thăm trong tháng này cho thấy các cơ hội gặp gỡ mọi người là điều kiện khá tốt đối với những chủ hộ nên tận dụng những cuộc trao đổi thú vị và hàng loạt những ý tưởng mới đầy tảo bạo sẽ liên tục ập tới trong đầu của bạn khiến bạn có hứng thủ theo đuổi các mục tiêu dài hạn thay vì ngồi ủ rũ sầu đời vì chẳng có gì để làm Dịch mã xuất hiện trong tháng 3 âm lịch này cho thấy bản mệnh không thể nhàn thân vì càng vất vả bôn ba song sảo thì thu hoạch càng lớn. Vì thế hại chăm chỉ, kiếm tiền, đừng vì chút ít trở ngại mà bỏ cuộc. Trong một số tình huống, công việc cần phải đi công tác xa để tìm kiếm cơ hội mới thì người tuổi dân đừng vội vàng từ chối thay vào đó hãy chủ động xung phong. Đây là cơ hội rất tốt để bạn phát triển kỹ năng cũng như tầm nhìn của mình. Nguyệt lệnh trường sinh tạo điều kiện thuận lợi cho những chú hổ để bộc lộ tài năng của bản thân. Mọi người dường như rất tin tưởng những gì mà bạn tham gia thực hiện. Tuy nhiên, đừng vì thấy những điều kiện thuận lợi đang bày ra trước mắt mình như thế mà chủ quan. Tiên Quang xuất hiện có thể gây ra một số tổn thương tinh thần và từ đó ngấm ngầm phá hoại sức khỏe của bạn từng chút đẩy nhẽ. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp nhận chủ hộ sẽ gặp nhiều may mắn khi bước sang tháng 3 âm lịch này khi mà chủ động và nhiệt tình. Bản mệnh là người thông minh, hẩm hỉnh, có tố chất lãnh đạo và có thể thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của ngũ hành sùng khắc nhắc nhở người tuổi dân, cẩn thận trọng hơn trong giao tiếp vì rất dễ gây hiểu lầm. Căng thẳng với đồng nghiệp Trực giác của con giáp ngư tuổi dần trong thời điểm này không thật sự nhạy bén và chính xác đâu. Đến giữa tháng thì nguồn năng lượng dồi dào sẽ trở lại, giúp bạn đủ tự tin để nói lên những ý kiến cá nhân mà bảy lâu nay vẫn kìm nén. Thời gian này không phù hợp để thử làm điều gì đó thật sự bùng nổ và mới mẻ đâu nhé. Bạn nên tập trung vào giai đoạn trao dồi kiến thức cho bản thân có những việc dù bạn không thích nhưng kiên nhẫn khám phá, bạn cũng nhận ra những điều hay ho, thú vị mà nó mang lại. 2. Luận về phương diện tài chính Khi bước sang tháng mậu thân, con giáp người tuổi dân sẽ nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ từ quỹ nhân, nhờ thế mà bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội và nguồn lực hơn trong sự nghiệp. Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội được thưởng tăng lương trong thời điểm này. Do đó hãy tập trung khai thác các cơ hội đang có, đừng lãng phí nguồn lực bản thân. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy nhiều cơ hội tiền bạc nảy nở. Nếu như con giáp người tuổi dần chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng để nắm bắt cơ hội tới với mình. Bằng sức lao động, sự chăm chỉ, nhiều người đã tạo ra một cơ ngơi đáng kể trong thời gian này đồng thời những chủ hộ đã thu hút tài lộc nhiều tới mức cũng có thể có được nhiều của cải và tiền bạc, cảm thấy mình như cả gặp nước, thăng tiến, giàu có, không có là giấc mơ xa vời đối với bạn nữa. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo Tháng 3 lịch này, sa mặt, cách lòng đã gây ra sự lạnh nhạt trong mối quan hệ tình cảm Vậy nên, ngay khi có cơ hội gặp gỡ, bạn nên hoàn toàn dành thời gian cho một nửa của mình để thể hiện sự quan tâm, chân thành. Nếu không, bạn quả tập trung vào công việc có thể sẽ gây thêm căng thẳng, hiểu lầm không đáng có. Từ khóa cho người tuổi dân trong tháng này đó là giờ nào việc nãy. Điều đó có nghĩa là khi làm việc hãy tập trung hoàn toàn và khi ở bên người thân thi hại các chuyện công việc sang một bên những chú hộ nên dành thời gian cho chuyện tình cảm hoặc tụ tập với những người bạn cũ nhé hãy thực hiện một vài cuộc phiêu lưu nhỏ đầy thú vị vào thời điểm cuối tuần để gia tăng hương vị cuộc sống những cuộc gặp gỡ với mọi người rất có ý nghĩa với con giáp này đừng ngân ngại chủ động lên lịch rủ rê mọi người tham gia với mình bạn sẽ có những khoảnh khắc thăng hoa và sọ hết mình 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình trạng sức khỏe của người tuổi dân khi bước sang tháng mậu thìn có nhiều điều kiện thuận lợi. Nếu ai có bệnh cũng may mắn gặp được bác sĩ giỏi chữa trị nhờ đó mà nhanh chóng phục hồi. Nguyệt lệnh trường sinh thuận lợi cho sinh nở, vì thế đó là dấu hiệu tốt để con giáp người tuổi dân có thể thực hiện các kế hoạch bầu bỉ sinh con ngay từ bây giờ. Đừng quá lo lắng gây thêm căng thẳng cho bản thân, hãy vui vẻ và thuận theo tự nhiên bạn nhé. Tháng mới, lục bạch nhập cùng chỉnh tay, điềm bảo họa, huyết quang cận kem. Bạn mệnh cần phải chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông hay trong quá trình lao động. Bạn mệnh cũng nên quan tâm tới vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi khi đi xa, thời gian xảo trộm khiến cơ thể khó chịu, bạn cũng không cảm thấy thoải mái trong việc ăn những món mới. Cẩm nang vận vận cho từng tuổi dân vào tháng 3 lịch năm 2024 như sau. Một tuổi canh dân, mạnh mộc, nam sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu huyết. Khuyên bạn tránh nhận sai sót nhỏ có thể gây hậu quả lớn. Quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi ngọ tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. 2. Tuổi nhâm dân, mệnh kim, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, nhờ kinh nghiệm thực tế mà bạn có tầm nhìn xa hơn về tương lai. Quý nhân phù trợ, tuổi mạo, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hoài, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu trắng. 3. Tuổi giáp dân, mệnh thủy, nam sao vân hưởng nữ sao la hầu, khẩu quyết, sự lạc quan giúp bạn tự tin hơn với con đường mình đang làm. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân tuổi hài, tuổi thân, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh lá. 4. Tuổi bính dân, mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc của mình. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi thân, tiểu nhân tuổi giàu, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. Năm, tuổi màu dân, mệnh thổ, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Gia đình đang rất cần tới sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân, tiểu tỵ, tuổi, tuổi dần màu sắc may mắn, màu vàng, màu tím. Tử về tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mão công danh trực rỡ, thấp thêm nhiều hy vọng mới. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm giáp thân 2024 của những chủ mèo mang tới cơ hội để bản mệnh thể hiện tài năng. Tuy nhiên, đừng quá kỳ vọng chuyện tiền bạc vì có gia tăng nhưng chưa thật sự rực rỡ như mong đợi. Tháng 3 âm lịch bản mệnh có thái dương các tinh trợ mệnh nên mọi khía cạnh cuộc sống trong tháng mới cực kỳ hanh thông, thuận lợi. Hứa hẹn sẽ trở thành một phiên bản hoàn mỹ nhất trong những ngày sắp tới đây. Hãy sẵn sàng đón nhận những điều tích cực đang đến với mình. Thiên Diêu ghé thăm là cơ hội giúp cho những chú mèo thể hiện tài năng bản thân. Bạn có thể ứng dụng vào công việc để tạo điểm nhẫn bởi phong cách độc đáo thông minh sáng tạo bản thân về phía cạnh mọi quan hệ trong gia đình của người tuổi mậu nên thận trọng một chút vì dự báo có những bất đồng dễ xảy ra những chuyện không mong muốn do tương hại nên một số kế hoạch của bạn bị mọi người ngăn cản anh chị em không giúp đỡ người thân trong nhà thường xuyên bàn lùi do đó bạn phải tìm cách để tự mình giải quyết Nguyệt lệnh mộc dục mang đến tinh thần lạc quan, tràn đầy hy vọng cho con giáp người tuổi mậu. Nhất là khi nhìn lại cách bản thân vượt qua những trở ngại khó khăn vượt qua, bạn có chút tự hào về bản thân. Bản mệnh cũng rất hào phóng với mọi người, nhưng những gì bạn nhận về được trong thời gian này không được nhiều và đó chính là lý do bạn cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng khi ấy lại được thăng bằng, hiểu được lý do bạn lại vui vẻ trở lại. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Người tuổi mão là người lành lời, có khiếu hài hước, quan hệ rộng, thích giao tiếp và cũng được mọi người đặc biệt yêu mến. Do đó, cũng là lý do khi họ bắt tay vào bất cứ việc gì cũng được người khác nhiệt tình giúp đỡ, mọi việc cứ thể thuận buồm xuôi gió suốt cả tháng. Chính quan mang tới dấu hiệu khả quan cho sự nghiệp của con giáp người tuổi mão. Đây cũng là thời điểm bạn vừa chấm dứt một hành trình dài vất vả, xong hành trình ấy lại mang đến cho bạn những tín hiệu đáng mừng trong tương lai. Một số quyết định sản xuất của bản mệnh cuối cùng cũng mang lại lợi ích và kết quả đáng mừng cho mọi người. Bạn cảm thấy tự hào khi những hy sinh của bản thân là hoàn toàn xứng đáng. Không ít những người xanh năm mạo sẽ giảm bắt đầu thực hiện những khởi động quan trọng, hào hứng với niềm vui trong công việc, những thay đổi tích cực về phong cách sống, ngoại hình, lẫn sức khỏe, tinh thần. 2 luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 3 lịch cho biết, khía cạnh tài lộc của người tuổi mão không thực sự rực rỡ như mong đợi, nhưng nhìn chung khá ổn định. Bạn đủ trang trải cuộc sống, có được sự no đủ nhất định, không phải lo nghĩ quá nhiều. Tốt hơn hết, bản mệnh không nên so sánh hoàn cảnh của mình với bất cứ ai xung quanh vì mọi người đều có phúc phần riêng. Nếu bạn muốn giàu có hơn thì hãy không ngừng làm việc thiện giúp người mỗi ngày. Tháng này khuyến khích những chú mèo dùng một phần tiền bạc của mình để làm việc thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Dù chỉ là một khoản nhỏ cho đi, bạn cũng cảm thấy mình giàu có hơn rất nhiều so với những người xung quanh mình. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này thận trọng hơn trong việc tiền nông có thể vì vội vàng mà bạn có chút nhầm lẫn hoặc để mất tiền. Nếu có thể, hãy nhờ người khác kiểm tra kỹ thông tin, giấy tờ trước khi di chuyển. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo Ảnh hưởng của thiên diêu nên những chú mèo càng yêu thương, càng có chút ghen tuông, nghi ngờ một nửa của mình nhiều hơn trong thời gian này. 3 bàm lịch khuyến khích những người tuổi mão mạnh dạng bày tỏ những điều bạn đang cảm nhận, những mong muốn của bản thân, của bạn đối với người ấy một cách chân thành để họ có thể thấu hiểu bạn dễ dàng hơn, từ đó duy trì mọi quan hệ lành mạnh. Đôi khi hiểu lầm xảy ra cũng chỉ là vì họ không giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của bạn mà thôi hãy dành thêm thời gian chia sẻ để họ biết cách chiều chuộng bạn hơn nhé. Những nam mệnh phong lưu thì thời gian này càng có nhiều nữ giới yêu mến, thậm chí chủ động theo đuổi. Điều này khiến bạn có chút ngại ngùng, lại có chút hào hứng vì tò mò. Sự xuất hiện của Thương hại trong tháng 3 âm lịch cũng là lời nhắc nhở bản mệnh trở nên tình người thải quả. Cho dù là người thân trong nhà, vì họ đều không hoàn toàn tốt đẹp đáng tin như bạn vẫn nghĩ. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tử vi tháng 3 lịch năm 2024, đối với người tuổi mạo, bạn nên học cách chăm sóc cơ thể của mình đúng cách hơn, trở nên nghe theo ai đó nói về một phương pháp hay hoa nào đó là áp dụng luôn với bản thân mà không hiểu rõ ràng nó có phù hợp hay không. Ngoài ra, nên thận trọng với các lời quảng cáo của các loại thuốc bổ vì không phải thông tin nào cũng đáng tin như bạn vẫn nghĩ. Với thời tiết ở tháng 3 âm lịch, những ai âm hư. Chú ý tăng cường thức ăn thanh đạm như rau, đậu, cá, chế biến từ sữa, mía. Người dương hư chú ý đến thực phẩm bổ sung như thịt gà, dê. Người cỏ huyết ứ trệ, lưu ý thực phẩm hoặc huyết như đổ đen, đào nhân. Ngũ quan bay về phương Tây Bắc, nếu bạn phải đi xa trong thời gian này hãy cẩn thận hơn, vì đừng để bản thân vững vào những rất rỗi không đáng cỏ, sẽ có không ít những trở ngại cản đường đi của bạn cẩm nang vượng phận cho từng tuổi mão vào tháng 3 lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi tân mão mệnh mộc, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết, hãy hành động, đừng để lãng phí quá nhiều thời gian quý bảo. Quý nhân phù trợ tuổi tỷ tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi hại, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. 2. Tuổi quỷ mão mệnh kim, Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, chứng minh được năng lực khi được giao phó đúng vị trí phù hợp. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi tốt, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh Thủy Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, cải thiện một số kỹ năng còn yếu sẽ giúp bạn tiến bộ hơn trong sự nghiệp. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi thân, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu tím, màu xanh lá. 4. Tuổi đình mạo, mệnh hỏa, năm sao thổ tủ, nửa sao phần hở, khẩu quyết, lòng tốt của bạn sẽ được đền đáp. Tương xứng. Quý nhân phù trợ tuổi tốt, tuổi mùi, tiểu nhân tuổi thân, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. Năm tuổi kỷ mão, mệnh thổ, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, trở nên vội vàng tình người và cẩn thận với những cái bẫy. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân, nghĩ nhiều khiến bản thân hay bất an, mệt mỏi. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 khuyên những chú rồng nên dẹp bỏ những muộn phiền trong lòng để có nhiều thời gian hơn tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất. Tháng 3 âm lịch xuất hiện của tự hình nên con giáp người tuổi thân trở nên hướng nội hơn không thích giao tiếp với mọi người như trước đây vì bạn cần nhiều thời gian tĩnh lặng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện bạn cũng không thích người khác xen vào chuyện của mình việc làm một cách độc lập tự chịu trách nhiệm cho công việc của mình đó là lý do khiến ý kiến góp ý của người khác trong thời gian này vì thế mà bị ngỏ lơ không thường tiếc nhiều người quay sang giận dỗi vì hành động này của bạn Ngoài ra, từ đây có thể nảy sinh tâm lý là bản mệnh có xu hướng ép người khác làm theo ý mình. Khi bạn tin rằng mình luôn đúng, thì cũng là khi tâm trí bạn đóng lại, không chịu học hỏi bất cứ kinh nghiệm nào từ người khác. Tháng ba lịch tức tháng mậu thân, quan đới nhập mệnh khiến cho con gáp ngươi tuổi thân không phần minh, rõ ràng trong mọi chuyện. Về vận trình tình cảm, không được như mong muốn nên bạn không nghĩ được gì một cách thông suốt. Khía cạnh sức khỏe của con giáp này cũng không nên ngỏ lơ là khi có thái tuế hung tinh điềm bảo tai nạn bất ngờ, nhớ cẩn thận trong khi xuất hành đi xa. Tốt hơn hết nên ưu tiên những nhiệm vụ ở gần, nếu bắt buộc phải đi xa thì nên có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng cho những trường hợp không mong muốn có thể xảy ra xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng mậu thân, tỷ kiên nhắc nhở con giáp người tuổi thân nên luôn đề phòng sự thận trọng trong công việc. Việc gì cũng có thể làm được thì hãy tiến hành, đừng nhờ hay dựa vào mọi người quá nhiều vì họ cũng đang bận rộn với nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, một số ý kiến của bạn có vẻ chủ quan, cứng nhắc, thiếu linh hoạt, vì thế những chú rồng thiếu đi sự lắng nghe nên bạn có góc nhìn khá thiển cận. Trong khi đó, thông tin lại liên tục được cập nhật, thay đổi mỗi ngày hơn nữa thái độ này khiến bạn khó khăn hơn trong việc hợp tác với đồng nghiệp lời khuyên dành cho những chú rồng đừng để vấn đề cảm xúc lấn át cả lý trí bản thân khi làm việc thì nên tập trung vào xử lý vấn đề công việc đừng để nhận sự yêu thích của cá nhân gây ảnh hưởng tới kết quả chung Cách tốt nhất để hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ xuất hiện trong tháng này là đừng để tâm tới tiểu tiết quá mức khiến bạn thường xuyên có cảm giác khó chịu. Thay vào đó, hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh và thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi. 2. Luận về phương diện tài chính Đôi khi những chú rồng lo lắng thái quá chứ tình hình thực tế không tệ như bạn vẫn nghĩ. Ví dụ việc kinh doanh vẫn có nguồn thu và nguồn chi đều đặn cũng là rất khả quan so với những người khác. Người làm công ăn lương không nên có thay đổi vào thời gian này, kẻo rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có nguồn thu nhập hàng tháng. Nếu muốn thay đổi, bạn cũng cần có kế hoạch an toàn hơn bằng cách tích lũy một khoản kha khả trước khi muốn bắt đầu tìm việc mới. Thất xích bài về phường Đồng Bắc mang theo những cơ hội phát tài đến với bản mệnh. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì đây quả là cơ hội hiểm có, bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ kẻ phải hỏi tiếc về sau. Tuy nhiên còn giáp này cũng nên học cách kiểm tiền chậm, bền vững với tầm nhìn ít nhất từ 5 đến 10 năm để tránh rơi vào những cái bẫy rất tài tình của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đang bài ra trước mắt của bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Lúc này có thể xảy ra một vài tranh cãi nhỏ nhỏ giữa bạn với mọi người xung quanh. Có thể còn giáp người tụ thân quá đề cao bản thân, nói những lời kiểm nhã, gây cảm giác tổn thương cho người khác. Khi bước sang tháng 3 lịch này, khuyến khích người tụ thân dành thời gian chăm sóc cho mối quan hệ xung quanh mình, có thể bạn thiếu sự lắng nghe nên làm gì người ấy cũng cảm thấy không hài lòng tháng này chính là cơ hội để bạn trút bầu tâm sự trong lòng bảy lâu nay với ai đó có năng lực giải tỏa tâm lý bạn sẽ cảm thấy yên lòng hơn hẳn sau khi giải bài nỗi lòng của mình ngoài ra bạn cũng nên cho một nửa của mình có cơ hội chia sẻ, bạn chỉ cần lắng nghe mà thôi đó là khi hai người có thể hiểu nhau nhiều hơn, tránh gây căng thẳng vì ông nói gà, bà nói vịt. 4. Luận về phương diện sức khỏe Bản mệnh không nên nghĩ ngợi quá nhiều nếu không muốn có thêm tâm bệnh. Nếu có thể, hãy viết ra hết suy nghĩ của mình lên những trang giấy trắng để đỡ phải suy nghĩ vỡ vẩn trong đầu. Sự xuất hiện của Thi Nguyệt cho thấy bản mệnh thường xuyên rơi vào tình trạng tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe, cơ thể yếu nhược, rất dễ bị đau ấm. Ngoài ra, tháng mới do có thái tuế hung tình xuất hiện nhắc nhở con giáp người tuổi thân nên thận trọng khi đi lại, dù đi đâu, làm gì cũng nên ưu tiên sự an toàn. Nhất định không được điều khiển phương tiện giao thông khi đang sai sảnh thời điểm hiện tại phù hợp cho các biện pháp thải độc tổ ra khỏi cơ thể, do đó nên ưu tiên loại đồ ăn, thức uống hỗ trợ cho quá trình này đối với người tuổi thân. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi nhâm thân, mệnh thủy, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khỏi quyết. Hãy không ngừng học hỏi để mở mang kiến thức cho mình. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi hại, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 2. Tuổi chép thân, mệnh hỏa, năm sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết, bắt tay làm việc gì thì nhất định phải làm đến cùng mới thôi. Quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. 3. Tuổi bính thân mạnh thổ nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết tránh tâm lý so sánh khiến bạn luôn cảm thấy mình kém cỏi quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi tỷ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi mão màu sắc may mắn màu hồng màu vàng bốn tuổi mậu thân sinh năm 1988 mệnh mộc nam sao la hầu nữ sao kẻ đô khẩu quyết hại thực tệ hơn với tình hình hiện tại cũng như hoàn cảnh sống của bản thân. Quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hài, tiểu nhân tuổi thân tuổi mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu xanh lá. Năm tuổi canh thân sinh năm 2000 mệnh kim, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết luôn có cách nhìn nhận tốt đẹp hơn để xử lý các vấn đề. Quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hài tiểu nhân, tuổi môi, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. Tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỵ tinh thần mạnh mẽ và song xảo, hứa hẹn sớm có thành công. Tử vi tháng 3 lịch của người tuổi tỵ chỉ ra rằng những chủ rắn sẽ có nhiều cơ hội để bùng tỏa sức sáng tạo của bản thân trong công việc. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý về khía cạnh áp dụng thực tế của các ý tưởng trên. Tháng 3 âm lịch, làm quan nhập mệnh mang lại cho bản mệnh năng lượng dồi dào dò để thực hiện những gì mà bản thân đang còn ấp ủ. Nhưng nhìn chung, trong mọi việc, bạn phải tự lực cảnh sinh, không được nhiều người giúp đỡ. Thời gian này, những ý tưởng hay ho cũng sẽ giúp bạn có những phút giây trao đổi, bàn bạc giá trị Tuy nhiên, khi tiến hành vào thực tế thì bạn nên hành động độc lập. Tự mình so xét vấn đề để xem có nên tiếp tục hay đổi hưởng khi giao phó cho người khác. Nhìn chung, trong tháng này, còn giáp người tuổi tỵ nên chuẩn bị trước những công việc của mình có kế hoạch rõ ràng thì bạn càng hạn chế được một số rủi ro có thể xuất hiện bất cứ khi nào trên hành trình sự nghiệp. Bách Việt mang tới vận trình tình cảm cực kỳ rực rỡ cho con giáp người tuổi Tỵ. Tuy nhiên, người độc thân đôi khi cảm thấy bỏ rỗi khi không biết lựa chọn ai. Trong khi người có đôi thì nên thận trọng, phải tìm cách chống đỡ với những cảm dỗ đang ập tới, có nguy cơ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh trong tháng 3 âm lịch khá ổn định, không có gì phải lo lắng nhiều ai đang chữa bệnh thì an tâm chữa trị, làm theo những chỉ dẫn cụ thể của bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một, luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Những chủ rắn có tinh thần mạnh mẽ và song sảo, đây là tiền đề tốt cho mọi sự thành công trong tương lai, sự nhiệt tình này sẽ được đồng nghiệp cấp trên ghi nhận. Thẳng Mậu thình, thiên ngẩn ghé thăm con khuyến khích, con giáp người tuổi tỵ nên tập trung vào các khía cạnh sáng tạo, đó mới là những việc mang tới cho bản mệnh khoảng thời gian đầy niềm vui, tiếng cười. Hãy chia sẻ những ý tưởng hay với mọi người bạn nhé, họ sẽ rất vui đấy. Đây cũng là lúc mà người tuổi tỵ muốn thách thức mình với những điều mới lạ giai đoạn này bạn đặc biệt có nhiều ý tưởng sáng tạo và năng lượng làm việc dồi dào tuy nhiên bạn cũng nên dành thời gian để áp dụng các lý thuyết của mình vào thực tế để mang lại lợi ích nhất định cho mọi người hoặc cả xã hội nếu trước đây người tuổi tỵ có xu hành động quá an toàn thì thời gian này hãy thử thay đổi một chút xem sao bạn nhé. Miễn là bạn biết đủ và biết dừng lại khi cần thiết, không đối thủ nào có thể kiềm hãm sự phát triển của bạn. 2. Luận về phương diện tài chính Tổ tỵ cũng là một trong những con giáp may mắn nhất trong tháng 3 lịch năm 2024 với nhiều các tình phây quanh khiến người ta phải ngưỡng mộ vì phúc lộc của bạn. Một số người thậm chí có cơ hội nhận được tiền thưởng hoặc tăng lương. Bạn hầu như không phải chịu áp lực tài chính nhờ thể mà còn có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu sinh hoạt. Ngoài ra, bạn còn có thể dùng tiền của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Tháng 3 lịch năm 2024, người tuổi tỵ còn có thể dễ dàng kiếm được tiền nhờ kinh doanh đầu tư đúng chỗ. Bạn được đón nhiều cơ hội tốt, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực thì giàu sang chỉ là chuyện trong tầm tay. Ngoài ra, bạn cũng cần phải thận trọng khi đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc, cố gắng nên dứt khoát hơn và tin tưởng vào phản đoán của chính mình. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo hạng màu thân còn ghép người tuổi tỵ và những người bạn thân thiết sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị. đừng vì bận rộn mà bỏ lỡ cơ hội như thế này để nhé. chắc chắn bạn sẽ có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ bên mọi người. đây là thời điểm thích hợp để người tuổi tỵ và một nửa của mình làm sâu sắc thêm khía cạnh tình cảm, đồng thời nâng tầm mọi quan hệ thông qua sự thấu hiểu và đồng hành bên nhau. Bách Việt xuất hiện là tình vui cho những người độc thân nhưng lại là thử thách đối với những người đã có đôi. Tuổi tỵ đang độc thân có thể gặp một người đặc biệt hấp dẫn và mối quan hệ của họ với bạn bắt đầu nóng lên nhanh chóng. Lời khuyên là bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng động cơ, thật sự cũng như tiềm năng phát triển lâu dài của đối phương. Nhiều người sanh năm tỵ đang có gia đình nhưng vẫn khó khăn khi chống lại cảm dỗ vì có người khác giới theo đuổi. Thậm chí có bản mệnh người nữ giới sẵn sàng quay lưng với chồng con để đi tìm hạnh phúc cho mình. Lời khuyên dành cho bạn là đừng tham bác bỏ mâm, khiến bản thân sau này mất tất cả, hối hận cũng quá muộn mang. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tử lục ngụ tại trùng cung nhắc nhở con giáp người tuổi tỵ cần phải luôn tâm hơn tới sức khỏe của mình. Đừng chủ quan với bất cứ dấu hiệu nào bất thường trên cơ thể, nhất là khía cạnh tinh thần có thể đang bị nhiều người xem nhẹ. Khi không quan tâm đúng mực thì sự mệt mỏi chán nạn cũng sẽ xảy ra thêm các bệnh liên quan dẫn tới thể chất của bạn đấy nhé. Chỉ cần bạn thật sự yêu bản thân mình mới chú trọng đến lối sống lành mạnh và cân bằng. Như thể bạn mới mong được tận hưởng một khoảng thời gian thoải mái với người thân và bạn bè. Cảm nang phượng vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi quý tỵ mệnh thủy, năm sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Hãy thể hiện sự tin tưởng với một nửa của bạn, trao cho họ cơ hội đi nhé. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. 2. Tuổi ất tỵ mạnh hỏa, năm sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu huyết. Những mong đợi của bạn là hoàn toàn thiểu thực tế, hãy bắt đầu bằng những việc thật nhỏ mà thôi. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. 3 tuổi Trình Tỳ sinh năm 1977, mệnh thổ, năm sao một đức, nợ sao thủy diệu, khẩu quyết. Nhìn về những gì mà bạn đã làm được, đã thành công để có thêm động lực. Quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi thanh, tiểu nhân, tuổi hại, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 4. Tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, mệnh mộc, Năm sao một đức, nợ sao thủy diệu, khẩu quyết, kêu ca với người khác về vấn đề của mình chẳng lợi ích gì, họ không thể giúp được bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi hại tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi tí, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. Năm, tuổi tân tỵ, mệnh kim. Năm sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết, nhất định không được tất khứa vì nó làm cho bạn không còn uy tín trong mắt mọi người. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi môi, tiểu nhân, tuổi mạo, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh lá. Tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ, phúc lộc đầy nhà, thao hồ mà hưởng. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 dự bảo rằng những chú ngựa đang được đứng ở vị trí mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, nên khiêm tốn và nhũng nhường trở nên tỏ ra rằng mình hơn người để nhẽ Tháng 3 lịch, Nguyệt lệnh để Phượng mang tới tiền bạc và cả dành tiền cho những chủ ngựa. Bản mệnh quả may mắn khi có cơ hội để không ngừng nâng tầm giá trị bản thân. Nhờ thể mà trong tháng màu thình này, còn giáp người tuổi ngọ, tiền bạc dành tiễn cứ thể mà được lan tỏa cùng với phận mai luôn mỉm cười trên hành trình càng làm hưởng thụ trong công việc dường như không biết mệt mỏi là gì. Tinh thần phiêu lưu sẽ trở dậy cả mạnh mẽ trong tháng này. Bạn có thể bắt tay thực hiện nhưng vẫn biết lượng sức mình đã nhẽ. Tốt hơn hết là luôn cảnh giác với lòng tham của mình. Bên cạnh thuận lợi vẫn có những trở ngại mà còn giáp người tuổi ngọ vẫn cần phải thận trọng, trở nên chủ quan, đừng bỏ qua những lời nhắc nhở của người lớn tuổi, có kinh nghiệm trong thời gian này vì họ có thể nhìn thấy những điều mà bạn không thể nhìn thấy. May mắn là tháng này còn có tả phù, phù trợ, nên những kẻ ghen tỵ với vận may của bạn và tìm cách đâm sau lưng sẽ không có cơ hội thực hiện âm mưu của họ. Tuy nhiên, với những gì xảy ra cũng là để nhắc nhở con giáp này nên biết cách chọn bạn mà chơi. Hùng tinh thiên cẩu gây hại cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của con giáp tuổi này. Bạn mệnh không nên xem thường những cảnh báo của cơ thể. Nếu mệt thì nên dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức, ngay cả những cuộc vui nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì hãy nói không khi cần. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp bước sang tháng mậu thân lúc này người tuổi ngọ tỏa sáng theo một cách chân thật nhất thao hồ có cơ hội để thể hiện bản thân việc bạn cần làm nhất chính là phát huy điểm mạnh của mình công việc trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực có thể sẽ gây được ấn tượng tuyệt vời đối với cấp trên đồng nghiệp và cả đối tác làm ăn để vượng nhập mệnh là dấu hiệu cực kỳ rực rỡ, hứa hẹn tuổi ngọ sẽ gặt hái được sự ngưỡng mộ và trở thành những nhân vật quý phái được mọi người kính trọng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, lại có chính ẩn nâng đỡ để một số người xanh năm ngọ đánh đầu thắng đó trong thời gian này. Một số người tuổi ngọ lúc này không chỉ sở hữu khỏi tài sản đồ sộ mà còn chinh phục được cả sự nghiệp rực rỡ. Tuy nhiên, bạn trở nên kiêu ngạo hay quá tự hào với tài năng của mình vì thật ra bạn cũng đang được nhiều người giúp sức rất nhiều để có được những gì ở hiện tại. Khi bạn bắt đầu tự mãn hay xem thường người khác thì vận may cũng sẽ lùi tàn dân. Do đó, thời gian này bạn cần phải thể hiện Lòng biết ơn với cuộc sống, với những người âm thầm tìm cách giúp đỡ bạn mà không bao giờ cần bảo đáp công ơn. 2. Luận về phương diện tài chính Phúc lộc dồi dào để con giáp người tuổi ngọ thao hồ hưởng trong tháng mậu thân này. Nếu bạn có thể đủ hào phóng, bàn phát tài lộc của mình cho những người kém may mắn hơn thì càng tốt, niềm vui sẽ được nhân đôi nhân ba cụ tự nhập cung chỉnh bắt, công việc của bản mệnh thêm phần hành thông xuân sẻ hơn trước. Mọi việc quả thật đang tiến triển theo những gì mà bạn dự tính. Nhìn chung, kế hoạch tiền bạc của người xanh năm ngọ sẽ được hoàn thành đúng thời hạn đã được đề ra trước đó. Nhìn chung, không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền nông trong tháng 3 âm lịch này. Thậm chí, những ai đang gặp vấn đề mà chưa biết cách để xử lý cũng ngay lập tức có quý nhân xuất hiện tương trợ. Nhiều người tuổi ngọ còn có thể được khen ngợi một cách công khai hoặc thậm chí được khen thưởng về mặt tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm phù hợp để bạn tiết kiệm tiền bạc để dành cho những trường hợp khẩn cấp, đảm bảo cho một tương lai an toàn hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để con giáp tuổi này độc thân tự tin hơn trong các buổi hẹn hò. Với một tâm thể tốt, bạn dễ dàng thu hút được những người tích cực, vui vẻ, lạc quan đến với mình. Có thể bạn tìm được người tâm đầu ý hợp trong tháng này. Những cặp đôi ngày càng gia tăng sự kết nối khi bạn nhạy cảm, nhanh hiểu và đáp ứng mong muốn của đối phương. Thời gian này, hai người càng ân cần hơn trong việc giao tiếp, điều này giúp nâng cao cảm xúc yêu thương giữa hai bạn để gia tăng sự kết nối với mọi người trong gia đình hoặc với bạn bè, đồng nghiệp, bạn nên lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày. Cũng là một ý tưởng không tồi. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng này, người tuổi ngọ nên chăm sóc sức khỏe của mình. Bạn cần ngồi lại và sắp xếp chúng theo những thứ tự ưu tiên để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Thiên cậu gây tác động tiêu cực đối với thể trạng của con giáp này, Do đó, ai có bệnh nên thì càng nên thận trọng, nên tìm cách tránh xa rượu bia nếu không muốn phá hoại sức khỏe của chính mình. Có dấu hiệu còn giáp người tuổi ngọ hay lo lắng thái quả và điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần. Nên nghe theo những câu chuyện tích cực, mang tính chất chữa lành để giúp bạn cảm thấy bình an và dễ ngủ hơn. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi giáp ngọ mệnh kim, năm sao thái âm, nữ sao thái bạch khẩu quyết. Hãy tìm một người bạn đồng hành cùng chung ý chí mục tiêu với mình. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi thân. Màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá. Hai tuổi bính ngọ, mệnh thủy, nam sao thái dương, nữ sao thổ tú, khẩu quyết. Lưu ý những kiên kỵ, quy định nghiêm ngặt ở nơi bạn tới. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hoài, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. 3. Tuổi màu ngọ, mệnh hỏa, nam sao thổ tú, nữ sao phân hận, khẩu quyết. Không phải ai cũng chịu lắng nghe ý kiến của bạn Hãy tùy thời cơ mà nên biết nói hay không. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi sửu, tiểu nhân tuổi mão, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. bổng tuổi canh ngọ, mệnh thổ, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết tránh xa những kẻ thường xuyên muốn lợi dụng lòng tốt của bạn. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi thìn, tuổi dần, màu sắc may mắn màu cam, màu xanh lá. Nam tuổi nhằm ngọ mạnh mộc, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ khẩu quyết, nên tranh trị tích lũy, hạn chế việc mua sắm thiếu kiểm soát. Quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu, tiểu nhân tuổi dần tuổi hợi, màu sắc may mắn màu vàng màu hồng. Tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mùi, cảm giác trông trên, quên rằng mình may mắn tới mức nào. Tử vi tháng âm lịch khuyên những người tuổi Môi nên thực tế hơn. Vì càng theo đuổi những ảo vọng, bạn càng cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì luôn có cảm giác mình chưa đủ tốt. Tháng âm lịch khuyên những chủ dê nên tập trung vào những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống của mình, đừng mơ mộng quá về những gì quá xa vời. Hãy nhớ rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn xuất hiện khi bạn không ngừng cố gắng. Nguyệt lợn suy khiến cho những chú dê thường xuyên có cảm giác trong trên, không chắc chắn và có thể có một số lời mời chuyển đổi công việc khiến bạn suy nghĩ rất nhiều. Bạn cảm thấy mất phương hướng chỉ vì bạn mang bản thân mình ra so sánh với thành công của người khác. Thật ra việc này không mang lại động lực mà còn khiến ý chí tinh thần của bạn giảm sút. Những người xanh năm mùi đang xin việc cảm nhận rõ sự khó khăn trong thị trường hiện tại. Khi mọi thứ thật giả lẫn lộn, nếu không thận trọng, bạn cũng rất dễ bị lừa và mất tiền. Tử hành xung còn góp phần không nhỏ tới tâm trạng trên vên của những người xanh năm mùi khi vận trình tình cảm không như ý. Gần như cả hai bạn thường xuyên có những tranh luận không hồi kết, khó có thể thống nhất vấn đề. Tuy nhiên, những người tuổi mùi độc thân thì cuộc sống đang có những dấu hiệu thay đổi tích cực khi bạn tìm được người khác giới sẵn sàng bầu bạn chia sẻ cuộc sống với mình. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. Một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bác Bạch ngủ tại cùng chính Nam mang theo không ít tin tức tốt lành đối với con giáp này. Công việc của những người sanh năm mùi đang tiến triển theo chiều hưởng thuận lợi hơn trước khá nhiều. Tuy nhiên, có vẻ như bạn vẫn còn chút tham vọng, vẫn mong có kết quả rực rỡ hơn nữa. Đó là lý do bạn không vui hoặc thậm chí thất vọng. Những chủ đề rất tự tin vào khả năng của mình, bạn muốn chủ động tham gia các dự án lớn sẽ giúp bạn định vị bản thân tại nơi làm việc hiệu quả nhất có thể. Tuy nhiên, cơ hội như thế không nhiều trừ khi bạn tự tạo ngõ ngay bây giờ bằng cách thể hiện thật tốt bản thân trong công việc. Hơn nữa, tháng nay do ảnh hưởng của kiếp tai có không ít những lời bàn ra tản vào xung quanh. Thậm chí có nhiều người đứng ra chỉ trích khi thấy rằng bạn không xứng đáng với thành tích đang có càng khiến bạn buồn hơn. Nhiều người tuổi mùi lúc này dù có chút thành công nhưng lại muốn thay đổi công việc tuy nhiên bạn nên nhớ rằng những người ghen tị với bạn luôn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thế nên thay vì trốn tránh thì nên chấp nhận nó chỉ nên tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà thôi 2. luận về phương diện tài chính tháng Mậu Thìn Thiên Đức mang tới cơ hội phát tài phát lộc cho bản mệnh dự báo tháng này sẽ mang nhiều tín hiệu tích cực cho bạn về mặt tiền tài bạn sẽ tìm thấy không ít những cơ hội để đầu tư, nâng cao tiền bạc cá nhân. Tuy nhiên, nó không xuất hiện một cách rõ ràng mà bạn cần phải dành nhiều thời gian để suy xét và khai mạo ra vận may của chính mình. Tuy nhiên, còn giáp người tuổi mùi cần phải chắc chắn về nguồn vốn cũng như lịch trình cụ thể trước khi đổ tiền vào một dự án nào đó. Tốt hơn hết, hãy tìm hiểu thật kỹ để phân bổ nguồn vốn sao cho khôn ngoan nhất có thể. Trước tiên nên thử nghiệm với một khoản nhỏ mà thôi, tránh việc đổ quá nhiều tiền vào một lúc. Đến khi gặp khó khăn, không biết cách xử lý. Kinh nghiệm thực tế của bạn chưa nhiều thì không nên vội vàng một chút nào cả. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tử Hành Sông dự bảo có những lụt lụt trong gia đạo mà còn giáp người tuổi mùi cảm thấy trong trên. Đôi khi tự hỏi bản thân có đang phạm lỗi gì quá lớn mà gây ra tình cảnh này. Lời khuyên cho bạn là cần có một không gian riêng để bình tĩnh lại. Khi có thời gian bình tĩnh để nhìn lại vấn đề thông suốt, bạn nên thay đổi thái độ khi trở về. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian để cùng nhau chung tay san sẻ cuộc sống, hỗ trợ nhau bước qua mọi thăng trầm. Một số lời khuyên của người ngoài không thật sự có tác dụng đối với bạn ngay lúc này. Tuy nhiên, bạn nên tôn trọng ý kiến của người ta vì họ cũng chỉ có ý tốt dành cho bạn mà thôi. Và đối với ai đang còn độc thân, đừng ngần ngại tìm hiểu với đối phương nhé. Xong, hãy chú ý những điều tiêu chuẩn cần có để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tâm trí luôn trong tình trạng mệt mỏi thì đồng nghĩa với việc sức đề kháng giảm sút Chính vì thế, mà thời gian này, những chủ dê giải mắt một số căn bệnh về thể chất. Đừng xem nhẹ các vấn đề liên quan tới sức khỏe của mình trong thời gian này. Khi cảm thấy không thoải mái thì phải tìm cách chữa trị kịp thời. Bạn phải phát hiện những thói quen sinh hoạt tốt trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm đó là ăn đúng bữa, tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, bạn cũng phải cõi thức về thời gian khi vui chơi, đừng quá sức và cũng đừng quá mệt, ảnh hưởng tới cả sức khỏe của mình. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi mùi vào tháng 3 lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Ất Mùi Mệnh Kim năm sao kế đô, nữ sao Thái Dương Khẩu Quyết. Có khó khăn, vất vả, bạn mới có cơ hội để trưởng thành chính chắn hơn quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hợi tiểu nhân tuổi thân tuổi tuất màu sắc may mắn màu vàng màu xanh lá hai tuổi tinh môi mệnh thủy nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết cố gắng xây dựng cho mình sự độc lập tự tin nhất định đã nhẽ. quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tuất tuổi thân màu sắc may mắn màu tím màu trắng 3. tuổi kỷ môi mệnh hỏa nam sao là hầu, nữ sao kể đô, khẩu quyết. Tránh việc quá tò mò về cuộc sống đời tư của người khác. Quý nhân phù trợ tuổi hài, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 4. Tuổi, tầng mùi, mệnh thổ. Nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Không nên khuyên ai đó trong khi bạn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Năm, tuổi quỷ môi, mệnh mộc, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, nhận nhịn là điều tốt nhất bạn có thể làm lúc này. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi sổ, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. Tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân, bảo thủ hay giận hờn nên dễ thiệt thân. Tháng 3 lịch những chủ khệ sống quá cảm xúc và điều này lẫn ác cả lý trí khiến mọi việc trong tháng mới không thực sự hành thông thuận lợi. Nguyệt lệnh bệnh nên thời gian này người tụ thân có xu hưởng ủ rượu không thích làm việc, lười hoạt động, không thích trộn đông người, chỉ muốn tới nơi vẫn vẻ. Bạn có cảm giác càng tới nơi ồn ào, não nhiệt thì càng bị cạn kiệt năng lượng. Bản mệnh tháng này thường khá bảo thủ, người khác nói không vừa ý là ngay lập tức giận hơn, không còn biết phân định đâu là đúng, sai. Điều này chỉ chứng tỏ bạn trẻ con, cổ chấp mà thôi. Nếu bạn còn giữ thái độ này, mọi người rất khó làm việc với bạn. Những người sanh nằm thân khi yêu đương dễ vững mắt trong tháng này khi bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào người ấy. Bạn nên nhớ rằng đối phương là người đồng hành cùng bạn, đừng quá phụ thuộc và kỳ vọng quá nhiều trách nhiệm ở họ. Khi bạn hy vọng nhiều, thì mới có những chuyện tình cảm không đạt được như mong muốn. Nếu chưa có nửa kia, bạn nên dành thêm thời gian lắng nghe, thấu hiểu chính mình, hơn là vội vã tìm kiếm một ai đó vì cô đơn. Khi bạn biết yêu thương bản thân đúng cách, bạn sẽ thu hút những người tương xứng, phù hợp đến với mình. Về khía cảnh sức khỏe của người tuổi thân trong tháng màu thân, nên thận trọng nhất là khi bạch hổ hùng tinh mang điềm bảo tai họa, thậm chí có họa huyết quan. Nhìn chung, nhớ phải đi đứng làm việc cẩn thận, không được chủ quan. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Giai đoạn này nên là một khoảng lặng trong sự nghiệp của con giáp người tuổi thân suy ngẫm nhiều hơn. Bạn có thể bình tĩnh đánh giá lại mọi việc để biết nên làm gì tiếp theo, loại bỏ những gì và tập trung vào đâu. Không phải lúc phù hợp để người tuổi thân đưa ra những quyết định hành động mạo hiểm. Tuy nhiên, cũng không nên lười biển, bạn cần lên kế hoạch cẩn thận để phân bổ thời gian hợp lý cho từng ngày làm việc của mình có thể bạn lười, chẳng nạn nên không muốn làm gì, nhưng hãy giữ sự kỷ luật bản thân. Hoàn thành nhiệm vụ đã đeo ra trong ngày, dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra đi chăng nữa. Nhìn chung, lúc này phù hợp để còn giáp người sanh năm thân có thể bắt tay vào cải thiện và sắp xếp lại công việc, cuộc sống cá nhân. Nhị hắc nhập cung chính đông cảnh báo những xô xẻo có thể tìm đến với bản mệnh trong tháng này. Đó có thể là những sự cổ khi hợp tác với người khác hoặc ai đó không thích cách làm việc của bạn. Còn giáp này nên hết sức cẩn trọng trong cách hành xử, nói năng, kẹo vướng vào những rắc rối không đáng cả. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng 3 lịch không nên có những quyết định quan trọng về phương diện tiền bạc nếu không muốn có những quyết định sai lầm tốt hơn hết, bạn nên dành thời gian để cải thiện các kỹ năng kiếm tiền, gia tăng lợi ích trong từng việc mình làm. Cứ như thế mà tích lũy kinh nghiệm rồi trong tương lai bạn sẽ biết cách gia tăng thu nhập của mình một cách khôn ngoan. Việc mở rộng kinh doanh trong tháng 3 âm lịch cũng nên hạn chế. Nếu có thể thì nên dành thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá, chọn thời điểm thích hợp hơn. Ngoài ra đừng nuôi mộng quá lớn trong khi năng lượng của bạn chưa đủ đáp ứng. Hãy tự tổn từng bước phát triển tránh tâm lý tham lam. Các hoạt động mai rỗi trong tháng này cũng nên tránh xa để nhẹ vì còn giáp người tuổi thân nếu không bạn đang tự rước thêm những rắc rối về mình. Lúc này phù hợp cho việc cải thiện vận may đó có thể là trao cho ai đó kiến thức kiếm được nhiều tiền hoặc tham gia các hoạt động từ thiện giúp người có hoàn cảnh khó khăn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Thẳng Mậu Thân Tam hợp nâng đỏ giúp cho vận trình tình cảm của người tuổi thân tiêm phần hành thông thuận lợi. Người độc thân khá hào hứng với các buổi hẹn hò, hứa hẹn, bạn sẽ tìm được người ưng ý cho mình. Sự lãng mạn sẽ bất ngờ xảy ra trong tháng ngày. Người ấy rất biết cách mang tới niềm vui cho bạn. Nếu bạn đang có mối quan hệ lâu dài thì đây là lúc mà hai bạn có thể bước tiến xa hơn. Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng, đôi khi lạc mềm mới có thể buộc chặt. Hãy cho bạn và chỉnh người ấy một khoảng không gian tự do vừa đủ. Nếu bạn có được sự độc lập, biết cách thả lỏng bản thân, cuộc sống của bạn sẽ soi nổi và ít phụ thuộc hơn. Ngoài ra, đừng quên đi du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè tham gia các hoạt động giúp bạn thoải mái hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Trong điều kiện thời tiết hiện tại không hề thuận lợi cho sức khỏe của những người sanh năm thân, bạn nên ưu tiên các loại thức ăn có khả năng loại bỏ độc tổ trong cơ thể, cố gắng uống nước thường xuyên. Đừng đợi khác mới uống nguyệt lệnh bệnh cho thấy khả năng lười biển hơn trong việc chăm sóc bản thân. Đó là lý do mà cả da và tóc bị xuống cấp, khuôn mặt không còn trạng ngơi như trước. Lời khuyên dành cho bạn là nên có các hoạt động có thể hòa mình với thiên nhiên để tham gia, hạn chế việc ngủ nướng ở trong nhà quá nhiều, khiến cho tâm trạng ủ ê. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử thêm một số bài tập thiền ngắn và dạng cờ bắp có thể hữu ích để giảm căng thẳng. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 3 lịch năm 2024 như sau. Một tuổi bính thân mệnh hỏa, năm sao phân hữu, nữ sao là hầu khẩu huyết. Những lời chỉ trích của người khác cũng có những điều đúng và nên lắng nghe chọn lọc. Quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 2. Tuổi, màu thân, mệnh thổ, nam sao thủy diệu, nửa sao mộc đức, khẩu quyết. Bạn tìm được hạnh phúc từ những điều nhỏ bé diễn ra trong cuộc sống của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hoài, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 3. Tuổi, canh thân, mệnh mộc, Nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, nên biết cách giữ im lặng nếu không để lộ kế hoạch của mình và bị ngăn trở. Quý nhân phù trợ, tuổi hài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tí, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu cam. 4. Tuổi nhâm thân, mệnh kim. Nam sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết, có cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh có lợi cho đôi bên quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tỵ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi sửu màu sắc may mắn màu xám màu đen năm tuổi giáp thân mệnh thủy nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết hãy bao dung với lỗi lầm của người khác vì không ai hoàn hảo cả quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi ngọ tiểu nhân tuổi mão tuổi thân màu sắc may mắn màu đỏ màu hồng tới vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Dậu, ưu tiên chậm mà chắc, nếu tham lam sẽ chỉ có những bất lợi. Tháng 3 âm lịch khuyên nhận chú gà nên tập trung vào hiện tại, phát triển mọi thứ theo chiều hướng bền vững. Nếu bạn càng tham vọng thì càng dễ rơi vào rắc rối. Tháng 3 âm lịch chỉ ra rằng đây không phải là lúc thích hợp để bạn theo đuổi những cái đích cao ngất ngưỡng, thay vào đó nên tập trung vào hiện tại thì hơn. Giải quyết ổn thỏa các công việc cá nhân là cách tốt nhất để bạn có một tháng 3 lịch dễ chịu. Thương quan xuất hiện trong tháng này cũng là để nhắc nhở bản mệnh tập trung vào các hoạt động chữa lành. Có thể bạn không để tâm nhưng hầu hết chúng ta đều gặp một số vấn đề tâm lý nào đó và chúng tác động không nhỏ vào cuộc sống khiến cho sự nghiệp của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Thời gian này, tùy tuổi giàu có thể cảm thấy nhu cầu mãnh liệt được lên tiếng và kiểm soát mọi việc, tuy nhiên nếu bạn lạm dụng thể mạnh thấy quá này, sẽ tự gây rắc rối cho mình và đánh mất mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Nguyệt lãnh tử cho thấy dù bản mệnh là người thông minh, nhưng tinh thần vậy chỉ trong thời gian này dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực. Đó là lý do mà bạn khó đưa ra những quyết định chính xác hay sản xuất. Hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng về địa điểm cũng như môi trường xung quanh trước khi đưa ra quyết định. Những ý kiến xung quanh sẽ giúp bạn có tầm nhìn xa hơn về những thứ cần được lên kế hoạch tỉ mỉ. May mắn là có các tinh tử vi ghé thăm nên người sanh năm dậu vẫn có tài lộc khả vượng. Đó là kết quả từ nỗ lực trong quá khứ. Những việc bạn đang cổ vùng đắp ở hiện tại vẫn chưa có được kết quả ngay. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp Nhị hắc nhập cung chỉnh đông, cảnh báo những xô xẻo có thể tìm đến đối với con giáp này. Bạn nên hết sức cẩn trọng trong cách hành sự, nói năng, kẹo dễ vướng vào những rắc rối không đáng cả. Nếu bạn là cấp trên khi giao việc cho nhân viên thì cần phải nói ngắn gọn, giải thích, dễ hiểu. Việc hiểu nhầm, ý giữa xếp và nhân viên thường xảy ra và nó là tác nhân gây gián đoạn công việc. Nếu bạn là nhân viên, vốn là người thông minh, có năng lực nên được cấp trên giao nhiều việc quan trọng. Thế nhưng, gần đây tinh thần không tốt nên khả năng xử lý công việc giảm sút Nếu bạn cảm thấy đang quá tải trong công việc, hãy chủ động chia sẻ với cấp trên để sắp xếp khỏi lượng công việc một cách hợp lý hơn. Lúc này, người tuổi dậu cứ bước chậm rãi vì như vậy mới thật sự thích hợp với bạn, dù những người xung quanh có thể sẽ phát cáo lên. Đừng để họ gây ảnh hưởng cho bạn, hãy chủ động làm những gì bạn thấy cần thiết. 2. Luận về phương diện tài chính Điểm sáng trong tháng 3 âm lịch này đối với những người sanh năm dậu đó là phận trình, tài lộc tăng tiễn Tuy đó là kết quả từ những tháng trước đó, nhưng chỉ là những điều nhỏ này cũng giúp bạn thúc đẩy tinh thần để bạn cảm thấy tự tin hơn về bản thân các tình tử vi hỗ trợ cho người tuổi giàu có thể thu hút khá nhiều tài lộc về cho mình trong khoảng thời gian này. Bản mệnh có khả năng kiếm tiền, có được thu nhập tốt về nhiều mặt. Nhưng ham muốn giàu có không mạnh mẽ và bạn có nhiều nhu cầu tiêu tiền trước hết. Nhiều người được người thân cho tiền hỗ trợ bạn mua nhà, mua đất. Đó là tín hiệu đáng mừng. Bạn nên trân trọng sự giúp đỡ của mọi người. Những ai đang khởi nghiệp hoặc gặp khó khăn về mặt tiền bạc thì bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người ủng hộ. Điều này khiến mọi kế hoạch của bạn diễn ra suôn sẻ, mang lại cho bạn cảm giác thoải mái hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Người tuổi giàu độc thân tuy chưa tìm được ai phù hợp với các tiêu chí của mình, nhưng bạn hài lòng về việc bản thân đã có thể chủ động và cởi mở hơn với những mối quan hệ mới. Dù không thay đổi lớn trong tháng này, nhưng tình hình vẫn đang tiếp tục được cải thiện. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ về vận trình tình cảm của người xanh năm dậu cỏ đôi được ấm êm hơn so với trước đây. Hai người tìm được tiếng nói chung, thậm chí còn lập ra những kế hoạch lớn lao để cùng trung sức thực hiện. Một nửa của bạn còn là chỗ dựa tinh thần cho bạn trong khoảng thời gian bạn bị xảo trộn về mặt cảm xúc. Chính điều này giúp bạn cảm nhận được sự may mắn mà bạn đang có ở thời điểm hiện tại. Lời khuyên cho những chú gia là nên đặt nhu cầu cá nhân lên cao nhất trong tháng 3 âm lịch cho dù bạn có nhiều mỗi ưu tư khác. Tận hưởng những giây phút thư thả và đừng bận tâm quá nhiều về những điều xung quanh, bạn sẽ ổn thôi. 4. Luận về phương diện sức khỏe tháng nay có thể thấy bản mệnh không kiểm soát tốt khía cạnh sức khỏe của mình. Điều tác động không nhỏ tới khía cạnh tinh thần thể chất của bản mệnh. Bạn cần học cách để tự mình loại bỏ các căng thẳng, giảm nhẹ gánh nặng cho tâm trí. Chất lượng giấc ngủ không được tốt và ngày nào cũng ngủ không đủ giấc và ngủ không ngon. Trong gồm quay cuộc sống vội vã này, người tuổi giàu cần thiết phải được chia sẻ cùng ai đó và dành thời gian nghỉ ngơi hiệu quả. Ngoài ra, vì hệ miễn dịch của bạn không được tốt nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi bệnh cúm cảm lạnh hoặc một dịch bệnh nào đó. Điều này cũng rất có hại cho sức khỏe. Cảm nang phượng vận cho từng tuổi dậu vào tháng 3 lịch năm 2024 như sau một tuổi đinh dầu mạnh hỏa năm sao thái dương nợ sao thổ tủ khẩu quyết việc đặt ra một câu hỏi đúng cũng là đã giúp bạn đi được nửa con đường thành công quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi môi tiểu nhân tuổi tỷ tuổi mạo màu sắc may mắn màu trắng màu hồng 2. tuổi kỹ dầu mạnh thổ năm sao thổ tủ nữ sao phân hận khẩu quyết lòng người luôn khó đoán thế nên làm gì cũng thận trọng, chuẩn bị cho mình một con đường lui. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân tuổi tuất, tuổi dậu, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu tím. 3. Tuổi tân dậu, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình theo thời gian. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi hại. 4. Tuổi quỷ dầu, mệnh kim, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. bạn luôn có cơ hội để thay đổi số phận của mình theo cách riêng. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi sậu, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi ất dầu, mệnh thủy, nam sao thổ tủ, nữ sao phân ngẩn khẩu quyết nên học cách chấp nhận, hiểu hơn về góc nhìn khác biệt của người ấy. Quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tuất kiếm được tiền nhưng tiêu cũng không ít. Tháng 3 âm lịch này chỉ ra rằng bản mệnh phưởng phải một số rắc rối không mong muốn, cần phải tập trung bình tĩnh để xử lý chúng một cách triệt để hơn. Nguyệt lệnh mộ chỉ ra rằng tháng này bản mệnh rất quyết tâm, ngay từ đầu tháng đã xây dựng sự kỷ luật cao nên bạn chăm chỉ chỉ muốn tập trung làm việc, không để các vấn đề khác phân tâm. Bạn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu những lĩnh vực mình đang còn thiểu sót. Sự nghiệp lúc này có phần trở lại một chút, là điều dễ hiểu vì bạn xây dựng quyết tâm, lùi một bước để tiễn hai bước. Không phải ai cũng hài lòng với những hành động, lời nói của bạn trong thời gian gần đây, nhất là khi bạn thường xuyên từ chối các cuộc vui. Bạn không nên quá để tâm với những người đó. Nhớ rằng bạn biết rõ điều gì nên tập trung trong thời gian này. Bên cạnh đó, trong công việc, bản mệnh có xu hướng quả nghiêm khắc, thiểu linh hoạt cũng phần nào ảnh hưởng tới kết quả chung. Về khía cạnh, bạn nên học cách điều chỉnh, không nên quả cổ chấp, nên biết điều gì nên lắng nghe, điều gì không nên nghe. Tháng mới xuất hiện của tỷ kiên nên bản mệnh phải đối mặt với không ít những lời bàn tảng xôn xao xung quanh cuộc sống của mình. Đó là lý do sức khỏe tinh thần cũng có phần nào bị ảnh hưởng. Vận trình tình cảm cũng khó mà rực rỡ vì đây không phải là mỗi quan tâm hàng đầu của bạn. Nếu người ấy thông minh thì sẽ không có căng thẳng nào. Ngược lại, nếu người ấy không vui thì bạn cần phải hưởng chịu một chút muộn phiền. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Tháng nay, Tương Sung dự báo nhận rắc rối căng thẳng trong công việc mà người tụ tuốt phải đổi mặt. Không phải chỉ những vấn đề trong công việc mà còn phải xử lý mối quan hệ tại nơi làm việc. Có thể bạn không biết xử lý thế nào cho đúng cách vì cách bạn suy nghĩ khá đơn giản, nghĩ rằng không làm ảnh hưởng tới ai thì không phải lo nghĩ. Chuyện không đơn giản như thế. Vì dù bạn rất tốt nhưng vẫn có người muốn trơ xấu âm sát, hung tinh, trở về, âm mưu, gian trả, xảo hoạt, lừa bịp, đổ kỵ xuất hiện. Trong tháng này nên con giáp người tụt tuất nên suy nghĩ nghiêm túc. Lời khuyên là bạn nên nhờ người có kinh nghiệm hỗ trợ, họ sẽ cho bạn những chỉ dẫn phù hợp. Điều quan trọng là bạn nên lắng nghe, kiên nhẫn làm theo vì mọi việc sẽ cần thời gian. Khi xử lý căng thẳng xong thì mới mong bạn có thời gian tập trung làm việc hai Luận về phương diện tài chính Những người sanh năm tuốt dù rất tiết kiệm trong thời gian gần đây đã cố gắng tích lũy hơn để đảm bảo cuộc sống. Thế nhưng vẫn phải chia những khoản khá lớn trong tháng. Đại hào xuất hiện khiến bản mệnh không thể không chi tiền. Bạn sẽ phải tiêu pha cho khá nhiều khoản, vì thế bạn nên hạn chế việc ăn chơi nếu không muốn mình bị trải tuổi, chưa hết tháng đã sạch hết tiền. Lúc này bạn càng thấm hơn câu nói kiểm củi 3 năm tiêu 1 giờ của người xưa. Tuy nhiên, nhờ thể mà còn giáp ngư tuổi tuốt có thêm một bài học quan trọng về tiền bạc mà trong điều kiện thuận lợi êm đềm, bạn sẽ không có được. Để phân bổ được dòng tiền cá nhân một cách rõ ràng, hiệu quả, bạn nên bắt đầu làm rõ các khoản chi hàng ngày bằng việc ghi chép tạo file Excel hoặc dùng nhận ứng dụng quản lý tiền trên điện thoại tránh tình trạng chẳng hiểu vì sau hết tiền. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang tháng Mậu thinh, vận trình tình cảm của người xanh năm tuốt nhìn chung không có gì phải lo lắng nếu bạn may mắn có được một nửa luôn biết cảm thông cho những thăng trầm cuộc sống của bạn trong thời gian này tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi tình trạng thi thoảng có chút giận dỗi. Bạn cũng nên học cách sắp xếp lại cuộc sống cân bằng hơn, dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia. Nếu không, khi bạn quả tập trung vào công việc không chăm sóc tình yêu của mình thì người ấy cũng sẽ dần rời xa bạn lúc nào không biết. Người tuổi tuốt độc thân Một khi đặt sự nghiệp lên đầu, là dường như bạn không cho ai cơ hội tiếp cận với mình. Đó là lý do mà bạn khó thoát khỏi đời sống độc thân. Do đó, con giáp này nên chọn lối sống thoải mái, vui vẻ, cởi mở hơn, đừng quá khép kín. Tỷ kiên xuất hiện trong tháng này để nhắc nhở người tuổi tuất nên thận trọng hơn ở khía cạnh niềm tin với người thân thiết, gần gũi với mình. Dự báo có những người khiến bạn thất vọng vì họ sẵn sàng nói xấu sau lưng bạn, quên đi ân tình khi xưa bổn luận về phương diện sức khỏe. Sau những tháng đầu năm mới liên tục ngoại giao và kết nối, người tuổi tuất cảm thấy mệt mỏi. Bạn mong muốn được nghỉ ngơi, bạn chỉ muốn dành thời gian chăm sóc bản thân, không thích tham gia tiệc tùng quá nhiều, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Lúc này, thời tiết đã có nhiều chuyển biến, bản mệnh là người âm hư nên ưu tiên ăn các những món ăn như rau, đậu, cá, chế biến từ sữa, mía, Người dương hư nên ưu tiên ăn thịt gà. Dê. Ngũ Hoàng bài về phường Tây Bắc, nếu bạn phải đi xa trong những ngày này hãy cẩn thận hơn, đừng để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có. giữ gìn sức khỏe, đảm bảo thì việc đi lại của bạn mới thuận lợi. Cẩm nang phượng vận cho Tân tổ Tuất vào tháng 3 lịch năm 2024 như sau. 1 tuổi màu tuất mạnh mộc năm sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết nên ưu tiên xử lý các khoản nợ có lại càng sớm càng tốt quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi tỷ tiểu nhân tuổi môi, tuổi tỵ màu sắc may mắn màu đen màu xanh lá hai tuổi canh tuất mạnh kim năm sao la hầu nữ sao kể đô khẩu quyết trải qua sóng gió bạn sẽ có lối sống đơn giản và chọn cách hạnh phúc hơn là vất vả quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi thìn tiểu nhân tuổi dần tuổi tỵ màu sắc may mắn màu cam màu trắng 3. tuổi nhâm tuất ngạn thủy nam sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết có những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy biết ơn quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân tiểu nhân tuổi dần tuổi tuất màu sắc may mắn màu đỏ màu vàng Bom, tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: Hạn chế việc nhận xét về cuộc sống của người khác, nên tập trung cho bản thân. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Hợi, tiểu nhân: tuổi Tý, tuổi Thân, màu sắc may mắn: màu đỏ, màu đen. năm Tuổi Bính Tuất mệnh Thổ, năm sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: Tránh hứa hẹn những việc mà bản thân mình không cảm thấy chắc chắn. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng. Tử vì tháng 3 âm lịch năm 2024, cô còn giáp người tuổi hài, nóng nại, tức giận với những kẻ tiểu nhân. Tháng 3 âm lịch khi vận trình công việc không như ý, lúc này thay vì than thân trách phận thì nơi xem lại cách làm việc của bản thân. Tháng 3 lịch Nguyệt Lệnh Tuyệt dự báo những kết quả không tốt trong công việc làm ăn kinh doanh của những người sanh năm Hợi. Chỉ những ai đang kinh doanh mãn về ăn uống thì mới có cơ hội thu lợi về mình. Trong khi đó, hầu hết mọi người gặp khó khăn. Nếu tình hình công việc kinh doanh không như ý lúc này, thay vì than thần trách phận thì người tuổi Hợi nên xem lại cách làm việc của mình bản mệnh lúc ăn nên làm ra thường hay cao ngạo sẽ tự nhiên thu hút không ít kẻ thù hoặc những người ghen tị với thành công của bạn. Có thể bao lâu nay bạn làm việc theo cảm xúc, mỗi khi hào hứng thì làm nhiệt tình, quên ngày, quên đêm, hết hứng thì mặc kệ chuyện ra sao thì ra. Thế nên đây là lúc bạn cần thay đổi cách thức làm việc nên có một kế hoạch từ trước và tập trung thực hiện từng mục tiêu nhỏ thiên hình tác động khiến bạn có xu hướng khá nóng nảy nếu không kiểm soát tốt tính khí của mình thì sẽ dễ mang họa đừng lấy lý do rằng mình thẳng tính sống thật ra thì vì thế khiến cho người ta khó chịu hơn người tuổi hợi có thể an tâm phần nào khi mà tình hình tài chính của bạn được đảm bảo với sự che chở của thiên tài một số tính toán của bạn trước đây đi đúng hướng may mắn khi tiền đổ về mọi lúc một nhiều hơn. Xem tử vi tháng 3 lịch năm 2024 của con giáp người tuổi hại luận về các phương diện trong cuộc sống. Một, luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng Mậu Thân, thời gian này bản mệnh khó tập trung làm việc khi có những cạnh tranh, giành giật, kiện ghét liên tục nổ ra. Cuộc sống là thể, không phải khi nào mọi thứ cũng diễn ra như những gì bạn muốn. Hay thậm chí bạn chăm chỉ nỗ lực nhưng không phải ai cũng công nhận. Vì thế, bản mệnh thay vì cố gắng để được khen thưởng thì nên chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, hoàn thành bản thân mỗi ngày. Nhìn chung, trong tháng nay với những tình huống khó chịu, nếu bạn xử lý không khéo sẽ càng khiến cho căng thẳng kéo dài Do đó, bạn mở nên bình tĩnh để có thể xử lý từng vấn đề nhỏ một cách ngắn ngay trong thời gian tới đây. Làm việc cũng nhiều, người tuổi này thậm chí rơi vào tình trạng bấp bênh, có lúc có cảm giác bị mất phương hướng nên bình tĩnh xem xét, đánh giá lại sai lầm của mình để kịp thời chỉnh sửa. 2. Luận về phương diện tài chính, thất xích bay về phương Đồng Bắc mang theo cơ hội tiền tài đến với bản mình. Người tuổi hợi là người biết cách chớp thời cơ, do đó hãy nhanh tài nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ kẻo, phải hỏi hận về sau. Người tuổi hợi là người biết cách kiếm tiền, giữ tiền, nhưng cũng không ít khoản cần phải trì trong tháng. Đôi khi đó là những khoản cần thiết phải rút hầu bao. Nhưng nếu có thể giúp đỡ thêm nhiều người xung quanh mình, thì trở ngần ngại bạn nhé. Ảnh hưởng của tiểu hao nên còn giáp người tuổi hợi tổn khá nhiều chi phí nho nhỏ như mua sắm vật dụng trong nhà, sửa chữa đồ đạc. Nhìn chung, chúng không ảnh hưởng quá lớn tới kế hoạch chi tiêu trong gia đình của bạn. Nếu có ý định đầu tư tiền bạc vào bất cứ lĩnh vực nào, bạn cần phải tìm hiểu rõ các mặt lợi hại. Có như vậy thì mới thu được lợi nhuận. Ngoài ra trong thời gian này bạn dễ bị hiểu lầm nếu liên quan tới vấn đề tài chính, hãy kiểm tra thật kỹ tài khoản trước khi mua sắm bất cứ món đồ nào, nếu không, bạn sẽ phải tiếc đẩy. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo Ngũ hoành xung khắc cho thấy xung đột giữa người tuổi hoại và một nửa của mình thường xuyên nổ ra. Lý do cũng một phần là vì bạn thể hiện sự thiểu trân trọng hay biết ơn với những gì người ấy đã làm cho bạn dù chỉ là một điều nhỏ bé thôi cũng cho thấy đối phương đang nỗ lực vì bạn nhưng không thể để ý tới. Trong khi đó, một số cặp đôi mâu thuẫn vì mọi người lại thể hiện sự quan tâm khác nhau, không đúng những gì người kia mong muốn. Nhìn chung, điều này xuất phát từ việc cả khá khác biệt về ngôn ngữ tình yêu của mỗi người mà thôi. Người tuổi hội độc thân trong thời gian này có chút kiêu ngạo, tiêu chuẩn chọn người xứng đáng của bạn không phù hợp với thực tế. Trong khi đó, ai đã có đôi có cặp nên hạ cái tôi của mình xuống hạn chế tranh chấp với nửa kia của mình. Bạn nên trân trọng những gì mình đang có. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của bản mệnh nhìn chung khá khả quan. Những ai đang ốm bệnh cũng nhanh chóng phục hồi trong thời gian ngắn bản mệnh thường xuyên ăn uống đầy đủ ở nhà nên đảm bảo được một lịch trình khoa học. Tuy thời tiết không được thuận lợi, dễ ấm bệnh, nhưng nếu bạn xem trước dự báo chuẩn bị mọi thứ từ quần áo đến đồ dùng phù hợp thì không có gì phải lo lắng. Bạn không gặp quá nhiều vấn đề sức khỏe gì lớn trong thời gian này, hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc khoa học, bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi hài vào tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi tinh hài, mạnh thổ Năm sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Chưa nên đưa ra những quyết định lớn vào tháng này. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. 2. Tuổi kỷ Hợi mạnh mộc Năm sao thủy diệu, nữ sao mộc đức khẩu quyết, không nên dây dưa tới pháp lực, hạn chế tranh cãi. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. 3. Tuổi tân hợi, mệnh kim, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, lý chỉ hơn trong các mối quan hệ, thi thoảng gặp được quý nhân. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi sửu, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu đỏ, bốn tội quỷ hại mạnh thủy nam sao phân hẫn nữ sao la hầu khẩu quyết hãy kết nối với những người có cùng đam mê hoài bão như bạn quý nhân phù trợ tuổi dân tuổi thân tiểu nhân tuổi tỵ tuổi sửu màu sắc may mắn màu đen màu hồng năm Tuổi ất hại mạnh hỏa nam sao thủy diệu nữ sao một đức khẩu quyết cảm thấy lo lắng về tương lai vì bạn thiếu tự tin vào bản thân quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tuất tiểu nhân tuổi thân tuổi ngọ màu sắc may mắn màu tím màu trắng